Do mâu thuẫn cá nhân một nhóm nữ sinh trường Trung học cơ sở Hồng Lạc và Tân Việt của huyện Thanh Hà đã xảy ra xô xát, tuy không xảy ra thương tích nặng nhưng do vụ việc được một cá nhân dùng điện thoại quay lại và phát tán trên mạng xã hội đã gây dư luận xấu. Theo báo cáo nhanh vụ việc, do mâu thuẫn cá nhân từ trước Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, một nữ sinh lớp 8E của trường Trung học cơ sở Hồng Lạc có hẹn một nữ sinh khác là học sinh lớp 7E học cùng trường ra khu vực sân vận động xã Hồng Lạc để nói chuyện. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát thì có thêm một nữ sinh khác học tại trường Trung học cơ sở Tân Việt là bạn và một nữ sinh sinh năm 2007 là chị họ dùng tay chân tham gia đánh hội đồng. Hậu quả, nữ sinh đang học lớp 7E bị thương nhẹ tại vùng cổ nhưng không phải đi điều trị tại bệnh viện. Quá trình xảy ra xô xát đã được một cá nhân dùng điện thoại quay lại và phát tán trên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, công an xã Hồng Lạc đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc, yêu cầu gỡ video trên mạng xã hội và xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu đủ căn cứ.